quỹ này rất là mới luôn, dễ thương cực kỳ luôn mọi người ơi. Làm bữa sáng cho nhau nè, cùng nhau làm bữa sáng nè, làm đầu bếp nha. Ăn sáng xong rồi mình đi ra ngoài vườn mình chơi. Chơi ngoài vườn rồi mình vào mình chơi quần áo hot trend dễ thương ghê. Bữa nay chạy thôi chạy thôi, 1 2 3 chạy, chạy lên chạy xuống, chạy vòng tròn, chạy xuyên qua đám cỏ, dẫm vào vũng bùn.